trường Hà Nội Amsterdam, cái nôi nuôi dưỡng ước mơ tuổi trẻ của chúng tôi. Từng dãy hành lang, từng ô cửa, nơi nào cũng là kỷ niệm. Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, thấm thoát đã 25 năm. Ấp ủ lời hẹn sẽ cùng nhau trở lại để được gặp thầy, gặp cô, chúng tôi bồi hồi lần theo từng địa chỉ. Đây là nhà thầy Ban, chủ nhiệm lớp sinh 1. Tôi về trường Am năm thành lập trường, tức năm 1985. Đến năm sau, tức là 1986, thì bắt đầu là có một khóa đầy đủ, bắt đầu từ trường Am. Lớp của các em Vân Thanh và Song Hà là cái lớp mà có những anh cả của trường Am với góc độ đầy đủ nhất. Vì nam ít, cho nên là có lẽ chưa hết các ngón và bàn tay, cho nên là cũng rất là đại khái là cũng chia sẻ và thông cảm các em nam bị trong một cái khung cảnh toàn các chị em bao vây cả đấy. Thế nhưng mà phải nói là các em nữ thì có cái mạnh của các em nữ. Chào Am sơ 8689. Thế nào, còn nhớ cô không? Lâu lắm chỉ có Nga với Lý là cô hay gặp. Văn nữa, cô vẫn còn nhớ những nhân vật đặc biệt. Thí dụ lớp Văn chẳng hạn, bọn thằng Thắng, thằng Vũ chuyên môn gọi cô bằng U. Thế còn Duyên Quỳnh ngày xưa chính là một cô bé hiền lành, dịu dàng, ít nói nhất. Thế mà bây giờ trở thành nhân vật nổi tiếng. Bọn chuyên Lý thì quả thật chúng nó cứ như là giặc ấy. Khi mà cô bắt nó vẽ được đồ Việt Nam thì thằng nào cũng lười. Bất thình lình một buổi cô lên thì chúng nó đứng nó che ở sảnh tầng 3, nó vẽ một cái lược đồ Việt Nam, xong nó hét lên một tiếng hoan hô muôn địa muôn năm, Việt Nam muôn năm, rồi chúng nó chạy tỏa ra để cho cô nhìn. Thế thì làm sao cô không cho nó điểm cao được. Còn bọn chuyên Anh, chuyên Hóa rồi chuyên Sinh thì cô yêu lắm. Tại sao? Vì phần lớn là hiền. Lớp chuyên Hóa thì chăm nổi tiếng mà hình như nó trở thành một cái truyền thống. Còn chuyên Sinh thì ngoan ơi là ngoan, chuyên Anh thì thông minh, chuyên Nga với chuyên Lý là kinh lắm đấy nhá. Bọn chúng nó ấy là có cặp cả đôi đấy, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không thành ai. Chính các con đã tạo ra một cái ấn tượng của cái thời Am 86, 89 mà mãi sau này cũng không bao giờ quên được. Cảm ơn các bạn.